là con này hả cô? Mà cô trẻ hả? Cô mới trẻ hả? Chưa ốp phải không? Nhiều đây 50 hả cô? Lấy con cái này đi. Còn nếu mà con mua chưa trẻ là nhiêu ký? Vậy hả? Dạ, lấy con cái đó đi. Ủa? Cái này là con gì? Cái chép hả? Ủa sao cái miệng nó ăn mấy cái con cá nhỏ nè. Đây cá hồ. Xin chào các bạn, mình đang ở chợ Mỏ Cày nè. Đang ở chợ cá, phía sau là nó xong rồi các bạn. Cô. Ra đây thử coi mấy cô còn bán gì nữa không. Ủa lù đù nhiêu chị? 60 kg. Chị, ví dụ mình về mình ướp muối mình phơi á, cho nó hơi hơi mặn mặn á thì mình ướp làm sao? Bỏ chút xíu muối vô, bột ngọt vô. Dạ. Lấy em ký đi, mặn em đi. Mặn em lên đi chị. Vâng ơi, mặn cái ơi. Trời này không có nắng, biết sao phơi đây. Mẹ con bỏ tủ lạnh đi rồi mai đem ra phơi. Dạ. Còn muốn vậy có nước đá con ngâm vô chân con cá nó lẹ khô là mở trong veo rồi. Dạ. Ớt qua cũng như ớt con cá vô bỏ muối thôi thì mơi hả ớt cũng ngon vô mơi dạ. Đừng ớt muối. Rồi ổng thấy nè. Để 2 ký cho mà cho. Vậy chị cứ phơi đừng có khô quá cũng nắng hay nắng chắc á. Ký rồi ai? 2 ký thì rồi lấy lại 2 ký đi. Mình dễ lắm, ai ép thôi mình mua à. Nói chơi chứ cá lù đù này phơi mặn mặn á, ăn ngon lắm các bạn. Tại vì ở ngoài chợ người ta phơi nó mặn quá. Dạ. Ta mà mặn quá còn mình ở nhà thì mình làm mặn ít ít thôi. Rồi. Vậy cũng có sợ rồi ớt chút xíu vào ăn. Ủa dầu, ủa rồi nó không thích dầu ăn hả chị? em tưởng ớt tiêu với ớt này nó kỵ chứ. Có 15 nữa ký 70. Chị bằng cá chuyên nghiệp ghê chưa? Sao chị không đeo bao tay chị? Em thấy cái tay chị nó bốc nước cả ngày. Sao không đeo bao tay? Nó quen rồi, giờ bao tay vô mà nó lâu. Vậy hả? Trời ơi, không có sắp. Bốc nước. Lương ấy vậy, con bốc về 2 triệu cắt vậy thì cắt ra vậy nó ngon hơn. Dạ. Vậy đi. Vậy nó ngon mà về con bà mới sạch cái bụng nữa. Dạ. Nha. Dạ. Ở dưới quê mình là cái con này nè gọi là con tép chứ không phải là con thẻ, không phải là gọi là tên thẻ chân trắng à, chỗ khác là gọi tên thẻ chân trắng nè. Ủa cái này ở trong lúa hả? Trong lúa nó quẩn canh ở trong lúa, còn công nghiệp là nó quẩn mái à. Nó nuôi riêng chỉ có mình nó không à. Nếu mà nuôi chung với lúa chắc ở dưới thành phố quá. Dạ. Tép mình ăn chứ thôi như các bạn chị về chuyên bán đồ hạnh phúc hả? Chị bán cua nè. Cua cũng có, cua biển cũng có mà hết rồi, có lóc đồng, có trứng
tê đồng rồi đồng đồng không à. Tôm sú bự bự là nhiêu ký chị? 300, 300 mấy, 200 mấy. Vậy hả? Tùy theo con vậy đó. 100 mấy, 200 cũng có. Chắc tôm sú thiên nhiên quá. Tự nhiên ăn con tôm nó rẻ lắm. Còn con miệng ăn tôm nó canh dần rồi đó. Nó thật nó mới gọt à. Dạ. Dạ. Bữa nào em ghé? Chị bán cá ở dưới sợ nhà làm cá mỏ cài nữa nè. Có tôm càng á. Dạ. Ở dưới cá cá phi rẻ phải không chị? Cá phi cũng hai mấy ba chục. Dạ. Cá phi với ruộng. Trứng quá trời mà mình phơi cho nên mình không có lấy trứng. Lại lấy trứng vừa to cô à. Dạ vậy chút chị lấy cái cho em đi. Dạ. Trứng nó con ngon lắm. Trời tép 15 được cái 70 luôn. Chị là mà anh ở dưới anh cạo giải tép ngon rồi chị. Đó, chị lựa trứng lại cho mình đó các bạn. Trứng thấy đã không? Con nào cũng có trứng hết á. Chợ mà mua toàn cá không rồi các bạn. Cá mè, cá hú đó, đây là đây cá mè, à cá hú, cá chim, ủa cá diều hồng. Mua gì cho cháu ăn?
tính cho mình 10.000 gram. Gì? Vậy còn mấy ký bán ký 40 ký à? Mày chụp gì vậy? Em quay. Đâu ra đây em gờ. Em gờ thử rồi. Ở trong đây không ngon. Ở trong đây là để ngồi về chiên luộc kia. Để ngồi đây. Ê, tụi con mày chả cá ngon tao cái thấy. Chiên kho cà. Chiên kho cà nó canh nó lẩu vô cũng qua ngon lắm mà nội. Ê, còn mấy ký 40 ngàn mà ngồi đây. Tôi bán nó mười mấy ký chơi chơi. Bán chơi hả? Bán theo đồ. Chị bán đồ á. Lấy 2 ký đi. Ừ, chị bán đồ. Lửa con cứng á. Cái bịch bự bự bán mà cho cái bịch như vậy nè, hết cơn túi rồi, còn mấy ký bán ký 40 này chị xả cơn chị bán gớm, chị bán gớm cái này trong đây là không ngon, chị để chị ăn, chị có bán cái này chị lựa ra rồi nè, lựa con cứng nè, lấy ở trong có ngon, này là chị lựa ra hết cơn nè, cứng nè, cứng này, này mềm, mấy cắt nó bóp mềm mềm rồi tao để trong hết trơn. Này là chị xả vố nè, sáng chị bán 50 là được 10 ngàn, giờ là tao xả vố, tao lấy vố tao bán có mười mấy ký rồi mày ơi. Vậy nãy đâu vậy? Vậy này chị lấy ở thành phố đó, nghe vô 40 cân, còn ký mấy 2 ký mua chị đi, nó mua 2 ký chứ còn ký mấy. Dạ, dạ này cứng nè. Đây đổ rồi sao không cứng không à? Còn ngoài đây còn ký à? Dạy con nữa, dạy con nữa. Dạy dạ, trên tối là mua đi đúng chưa nha? Trước nhiêu ký chị? 2 ngàn à? 12 ngàn hả? Trên tối không á? Nãy này ngon hả? Ký chưa? 2 ký. 2 ký chưa? Con nữa, con nhỏ nhỏ nữa đi. Chị nhát nhát chút ngoài này chưa? Lỡ con bỏ chút đi. Giật giác đây đây tôi bán cho có lợi bà nội tôi xin nhớ. Hai ký nha. Giác con chị. Giác đúng như vậy. Rồi đây còn ký này ngon. Trong đây đừng lấy trong đây không có ngon. Nãy nào? Nãy nào cũng ngon hết trơn á. Cái đó bà nội lấy nhiều. Nhiều đi hết mới đó. Mới rồi nha. Xong rồi các bạn ơi. Để xe ngoài đây nè. Hàn Quốc, căn Hàn Quốc đây. Đúng này rồi, nhiêu đúng cái chú? 35 ngàn luôn, 40 bán được 35 rồi. Có cái nào đẹp đẹp lấy đẹp cho con coi đi. Căn này là bự bao nhiêu? 1 mét á. Vậy hả? Này là mịn nhất rồi hả chú? Mịn nhất á. Ăn sẽ luôn. Đó, 5 màu á, loại nào cũng được. Ủa, cái này nhỏ, này 8 tấc rồi. Cái này chú. Mét thứ rồi bên đường 5 cái nè. Là 1 mét hết á. Lấy con màu này. Màu này. Khăn đủ kiểu luôn. Đấy, đủ không? Thôi ba mua 3 cái khăn tắm được rồi. Rồi tả 100 thôi. Dạ. 100 ngàn 3 cái khăn. Không trời. Máy chịu khóa giùm con đi. Bán gần nhiêu ký à?
Dạ 40 ngàn ký. Rẻ hả? Rẻ, cứng. Cứng là nó mập lắm chú. Nhưng ý Úc đó là rẻ. Nãy con mua cái người ta vào vô tao mua hết trơn luôn. Mới hàng đắt phải không? Rồi cảm ơn. Dạ. Ôi con không cầm vào được đâu. Trời ơi. Con đưa Út đi con. Ừ, cây nào cũng được. Đi ra. Trái. Trời ơi nịnh. Vì Út là giỏi nhất thế giới. Vậy hả? Thằng ca này sâu nhất thế giới. Vậy luôn á hả? Một lát mình ăn, một lát ba cho con ăn con tôm, ba thì ăn con ghẹ ha. Ha. Tôm càng á. Ba mua cho con tôm á. Con tôm. Ừ. Thầy con hết ăn con tôm lắm mà. Ai vậy trời? Kêu. Người ta vậy. Người ta thôi. Ba cái được chưa gì ba? Được rồi. Chơi được. Chặt cho Vi nó uống vậy. Cảm giao lại Út tại chặt cho con. Đem lại Út gấp vừa đó đó. Trời ơi quên không đồ ba ăn nổ rồi. Ê để Dũng chặt cho. Không được chị ba ơi bỏ trắng. Để nó chặt cho. Vừa này chắc non quá à. Bể bầu chắc non á. Ừ chắc non vậy thôi mình khỏi phải chặt. Mình lấy nước thôi. Ôi nạo để mày đã nè để quay bông nha rồi để quay cầm cái này đó coi chừng đỏ nha con đỏ là hỉnh á đúng rồi nhưng mà không biết có già mặt sao nữa. Hỏi mình á là gì ba Dung ơi mơ mớm gì ba Dung cũng già hả cái mình nói là đúng rồi cái nó là nhưng mà không biết già cái mặt thì sao nữa con muốn biết là cái mặt ba già làm sao nữa con phải không thắc mắc nhiều cái độc lạ lắm hỏi gì ba ơi sao cái xe nó ngồi trên xe nó hỏi là dì ba ơi sao cái xe này có hai bánh mà sao chạy được hay vậy rồi trái nữa ha trái này bể là gì trái bể gì ba để nhưng mà chắc còn miếng á còn miếng trong rượu hấp hết dừa ăn hết dừa hả ừ mình dùng hấp hết dừa con quen từ từ. Để coi ốc có nói tôi không nha. Ủa hết trơn mà không còn miếng nào. Con mũi nó chích Vi nè. Rồi chảy máu luôn, dính máu luôn. Để nè. Hai cái đầu gì nói rồi mà. Rồi chọn chỗ khác ba chị, ba trẻ nè. Chỗ khác. Đi xích ra ra. Xích ra xa. Xích ra xa. Quên đem muỗng qua ăn rồi. Thử sao luôn nha. Ăn không vậy?
Chưa đổ. Chưa chưa ngay đó đổ con. Lấy ngoài, để ngoài cái đó. Dẻ 3 chấm. Vậy nó cũng 3 chấm mà. Đó thử rồi. Dẻ nó cứng. Cho nên ba mới mua 2 kg cái về mẹ còn nói mua gì ít dữ vậy. Mua gì có 2 kg vậy. Dẻ nó cứng nè các bạn. Nè, mình giờ mình bóp ngay chỗ này nè. Đó, mình bóp vậy nè. Bóp cứng ngắt sao biết, bóp ngay đây mới biết nè. No, bóp ngay đây. Bóp ngay đây nè. Bóp cái mình cũng được. Dẻ sạch trơn, dẻ sống ở biển sạch hơn cua biển. Tại cua biển nó sống ở bùn. Đâu có gì đâu dơ. Hôm thức là không có tanh, không có hầu gì á. Thầy biết là tươi vậy. Không có để lâu. Con đó cá nục mà người ta lọc ra người ta ta lóc xương rồi mẹ. Ủa đang to hả? Tại vì nó thấy giống ba liền. Nãy mình đi chợ cái mình thấy tôm bán tôm xô mà hơi mắc. Tính hỏng mua rồi cái bả kêu mấy con tôm ngợp. Kêu bán 100 ngàn. Còn tôm hổng ngợp 200. Mà nó mới ngợp thì nó không có ương gì nha. Sao hả? Không ăn nữa. Mình mua gì cho Vi ăn. Nè con. Trời ơi. Hấp dẫn quá cả nhà. Hình như dẻ có nhiều loại phải không tiền? Dẻ xanh, dẻ đỏ gì tùm lum á. Ừ, dẻ bông, dẻ tùm lum tùm la. Nhưng mà không con không biết. Lượng nước dừa cho nên là chắc nó ngọt. Hèn chi con thấy sói nước nhàn khè. Mẹ ăn muối ớt không được, mình làm muối tiêu cho mẹ. Có này luộc lên rồi cái mình nó vàng mà cái bông nó đỏ đẹp quá chứ. Nghe đây. 1 2 3. Cái này để 4, 5, đựng vỏ. Mời các bạn 10, nha. 10, 10, 11, 12. Có ba cái bông hả Vy ơi? Có ba cái bông hả nè. Mới đếm con. 1 2 3. Đây là nóng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 mà. Không biết mập hơn mà hồi nãy mình cầm thì mình thấy cũng được các bạn. Nè mẹ. Con này ở ngoài biển mới có, mình này không có. Nè mẹ. Ăn thử rồi. Xin mời ông bà cô bác. Xin mời cả nhà. Ở cái vỏ này mỏng quá à. Mẹ ơi. Bảo này giờ mỏng lét luôn ha. Gì bà? Ừ, nó mỏng lét. Ờ thế sẽ cái ừ. Cái mai nó cũng cảm thấy. Dạ có mấy loại dẻ phải không Dung ha, chứ phải hai một loại cho này giống. Hình như mấy loại mẹ ơi. Nữa hả? Ờ, thịt không? Ta thịt không qua. Cũng có thịt. Cũng có thịt. Nhưng mà nó không có chắc. Ngon mà, thịt được ngay à. Mày có thịt không? Có. Có thịt mà. Mạch. Ừ. Mời các bạn nha, mời các bạn. Chấm muối tiêu chanh. Có thịt. Con này dễ ăn hơn cua. Mềm dễ lộn hơn cua. Cua đậm giờ mà lần nhiều chứ giờ cũng hết rồi. Giờ bắt cũng có. Cái nhẹ ta bắt cũng hết rồi. Giờ ta bắt luôn dẻ nhỏ ta bán.
bữa này biết không? Còn đi không biết người ta có bao lại người ta nuôi được như cô biển người ta. Chắc cũng được. Được, cô biển người ta tâm thả trong cái vuông người ta bao lại còn tâm hầm còn nuôi. Dạ không biết người ta có nuôi không. Chị ba nhớ con cá anh còn xanh xanh mình đi biển không? Cá mó á. Ừ. Biết cá đó nó ăn gì không? Gì? Nó ăn san hô. Hả? Nó ăn san hô nè. Ăn nói chung ăn ăn cái gì cứng cứng á để làm sạch biển nó ăn nó thải ra cát á. À, cát là do con cá đó, nó thải ra đó. Là mỗi năm một con cá có thể thải ra 36 kg hay là 360 kg gì đó. Nè cái đùi nè các bạn. Cái đùi của nó nè. Con này chắc nè. Nè ủa. Ốp. Ừ, bữa con thấy người ta kêu gọi kêu là đừng đừng có bắt con cá ra ăn nữa. Con này đẹp quá. Thịt nó mềm mà nó ngọt, nó không có cái xương nó cũng mềm. Không có cứng như con cua, dễ ăn. Cái vỏ nó mỏng à. Dễ tách. Các bạn biết sao mà mình nói là ghẻ không? Tại vì ở đây ít có bán ghẹ lắm. Mà hồi bảo hỏi mình lại biển Tân Thành đi chung với con Kiều. Ủa, không không phải. Chung với con Trâm với con Thảo. Thì con Thảo nó mua 101, 102 diện ký á. Là con ghẹ nhỏ này nè. 101, 102 ký á. Mà về cũng ăn giống như vậy nè. Nó khen ghẹ. Nó là dân biển mà nó còn nói ghẹ. Mà cái này mình mua có 40 à. Ở miền Nam ta đem lại à. Thành phố nè. À, con này cứng nè. Ủa nãy giờ ăn mà chưa ăn cái càng luôn á qua. Nếu ăn giùm cho. Trời ơi cái này sao gỡ đây. Tao buộc gì mà chặt quá à. Biết buộc lúc sống hay lúc chết hả? À? Lúc sống á, lúc sống nè, kẹp á. Trời ơi, con này thịt mà chắc nữa. Chắc nữa nè các bạn. Con này thịt chắc không các bạn? Thịt không thấy không? Ủa này là gì vậy? Thịt chắc không? Cái con này thịt bóng xì rồi. Xé cái đùi nó kìa. Con này rồi. Con này chết rồi. Chung là ăn cũng được. Chứ sao mà so. Chứ có 40.000 ký mà. Sao đi. Mà so với con ghẹ bự được các bạn. Mà nãy về nhà mình ăn nhiệt tình luôn. Ngon. Vi ăn tôm mình con ăn ghẹ. Con này của chị ba ạ. Cái càng nó không. Không có thịt. Vậy hả? Ai ăn mấy cái rồi không có thịt. Vậy cái mình có thịt. Mình thịt ngọt. Cái này cũng vừa đến ngọt. Cái càng này. Rồi cái càng mềm eo. Mềm eo hả? Da nó bóng. Cái càng này thịt nhiều nè. Con này thịt chắc mà ngọt. Ghẹ non á. Cái càng ở da nó mỏng. Thôi cả nhà mình ăn tiếp đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Mình xin chúc các bạn có một ngày thiệt là vui vẻ. Còn bây giờ thì mình xin chào các bạn.